Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, chúc mọi người một ngày, một buổi tối vui vẻ. Chứ không phải một ngày vui vẻ. Đang định chào một ngày nhưng mà bây giờ nó tối rồi mọi người ạ. Đây, hôm nay em lên một em bình Sachima. Sachima có tuổi đời quá sâu đời luôn mọi người. Đấy, đây. Em quay sơ qua cho mọi người cùng xem. Trong lát nữa em sẽ quay lại kỹ hơn để em đo kích thước cho mọi người xem ai có ưng em Sachima này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Bây giờ em để đây. Em sẽ đo chi tiết. Em quay họa tiết xong để anh đo chi tiết cho mọi người xem. Chiều cao của em bình này là lên là 46 mọi người nhé. Chiều cao 46. Miệng của em bình này là 15. Miệng là 15 mọi người nhé. Họa tiết ở đây. Đây em quay đây. Bình đây. Đấy, men dạn nha mọi người nhé. Đấy nhá. Họa tiết thì nó đối diện nhau mọi người nhé. Hai họa tiết giống nhau. Đấy, đây là bên ngoài họ có nổi lên đây mọi người. Cái bình này về em lấy về là nó vẫn còn cũ, nó vẫn còn bẩn, em chưa kịp vệ sinh trước gì cả mọi người. Vẫn còn bẩn, vẫn còn bụi luôn. Bình này thì khá là lâu đời rồi. Bình này không thể sâu không thể nông đời được. Bình này thì chắc tuổi đời nó ít nhất là 100 năm tuổi. Đây, mặt bên này nữa. Em quay từ trên xuống dưới cho mọi người xem. Bình này thì là bình của Sachima mọi người nhé. Bình Sachima, bình này thì là nó có chữ ký thôi mọi người. Bình này là bụng của nó là 64 mọi người nhé. Bụng 64. Đây em cho các bác xem cái chữ ký của nó đây. Chữ ký này là cái chuyện này là rất là lâu rồi mọi người. Mọi người xem thì như cái bình này thì mọi người không cần phải xem chữ ký đâu mọi người. Thực ra là mọi người nào chơi thì mọi người nhìn cái chôn đế của nó là mọi người biết rồi. Đây em quay cái chôn đế cho mọi người xem. Đây cái viền này. Đây. Cái bình này thì làm khá là lâu đời rồi. Đây. Chôn đế nó này. Đấy, chuyện đây, Sachima 100% luôn. Đấy, khá là đẹp luôn. Em quay cái cổ này chưa? Em quay vào cái cổ này để anh quay vòng quanh cái bình này cho mọi người xem. Đây là cái cổ bình nhé mọi người nhá. Toàn bộ là bình này là vẽ nổi khối hết lên mọi người nhá. Miệng bình này mọi người xem không biết mọi người có nhìn được bên trong không? Nhưng mà bên trong thì nó cái bình này thì nó bên trong nó không được sạch sẽ lắm. Bình này là cũng được đấy mọi người ai mà đây mình báo một chút cái lỗi của cái bình này nữa mọi người nhé. Mọi người ở cái bình này ấy, đây là nó ở cái chỗ cái quai này nó bị nứt ra mọi người nhé. Nó bị nứt ra là cái này nứt là khá là lâu rồi chứ không phải là gãy hẳn ra, nó chỉ nứt ra thôi. Còn nó chỉ có một cái đường này nứt ra thôi. Còn không bị làm sao cả mọi người nhé. Mọi người xem video mình mà mọi người mà thấy cái bình này mà muốn mua em bình này về thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người cho mình xin phép mình kết thúc video đây mọi người. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người luôn có một sức khỏe thật là dồi dào nhé mọi người nhé.